Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái màn phụ của cái con LG V50 các bác nhé. Thì hôm nay em bán cái màn hình phụ thôi, chứ không có bán con V50. Thì trước tiên ấy, là cái màn hình phụ này là nó đang hoạt động bình thường các bác nhé, không có vấn đề gì cả. Và cái màn hình bên trong này này, nó cũng không bị ám ố hay lưu ảnh gì các bác nhé. Thì em sẽ test luôn cái màn hình cho bác xem. Đây các bác, thì cái màn phụ của con này hoàn toàn là không hề có lưu ảnh hay ám ố gì cả các bác nhé. Này nó cứ hay bị tắt. Đó. Đâu rồi, lại quay trở lại. Đây cả các bác nhé. Hoàn toàn là rất là đẹp lép luôn, không hề có lỗi lầm gì. Đó. Thì về chức năng ấy thì các bác yên tâm là màn hình là hoàn toàn là không có vấn đề gì. Em sẽ bỏ cái này ra để mà em test cái ngoại hình ấy. Tại vì cái máy này, cái con này nó hoa nghìn nó không có được ngon cho lắm, không còn đẹp mấy. Ok. Đây. Thì đây. Em lấy cái gì nó lau phát nhỉ. Đây các bác, thì đây là cái mặt lưng đằng sau này, thì em cũng lau cho kỹ đâu, nhưng nó cũng không được nét đẹp nét cho lắm các bác nhé. Đó, cũng còn dùng ok. Đây, bản lề cái thứ nó còn ngon các bác nhé, bản lề còn ngon hết, không vấn đề gì, gập ra gập vào ấy bình thường hết, cái chỗ này cũng chưa bị gãy. Đấy, và đây là cạnh bên này cũng còn rất là đẹp, không vấn đề gì các bác nhé. Đó, cạnh dưới này, cạnh dưới cũng thế, còn đẹp, không vấn đề gì. Cạnh trên cũng thế các bác nhé, đẹp, không vấn đề gì. Cái hông này cũng thế thôi. Cái con này nó chỉ xấu là xấu ở cái mặt trước này. Đây, để em lau thật kỹ đi. Kiểu là cũng quăng quật đấy, nên là nó bị xấu ở cái mặt trước này các bạn. Cũng hơi buồn. Đây. Thì cái mặt trước này là nó bị xấu các bác nhá. Đấy, nó bị xước nhiều này. Đấy, thì hoàn toàn các bác về các bác kiếm một cái miếng đề can gì đấy màu màu khác đi, bác dán sừ lên đây, tại vì cái màn hình trước của con này này nó không hề có cái màn hình phụ nhỏ để xem đồng hồ, xem thông báo ấy, không có đâu, cho nên các bác dán full luôn được, chỉ chừa mỗi cái đèn led này này, chỗ này có một cái đèn led này, đấy các bác chỉ khoét mỗi cái lỗ đèn led này ra là nó lại đẹp như mới luôn. Đấy, cho nên các bác yên tâm, cái này thì nó không phải là vấn đề quá quan trọng. Còn đây là cái màn hình phụ bên trong, à quên, cái màn hình chính bên trong chứ. Này, thì cái màn hình chính bên trong này nó còn khá là ngon các bác nhé. Đây là em chỉ thấy nó một cái vết xước ở đây chỗ này là còn nhìn rõ thôi. Đâu rồi? Đây này, chỗ này này, đấy đấy, còn lại thì nó cũng xước răm răm vài chỗ, nó cũng còn khá là đẹp, không vấn đề gì cả. Đấy, nó xước răm răm vài chỗ thôi, cái đường dài này được bẩn nhé các bác nhé, lau chưa kỹ cho. Đó, cái đường dài này hơi em lau mọi thế các bạn, hôm nãy lau thế không có nhưng mà giờ lại có, thì coi như nó đã xước đi, nó bị xước một đường vẹt vẹt ở đây nhưng mà nó cũng mờ lắm, soi ánh điện nó cũng gần như không thấy luôn này. Đấy, đấy, các anh em nào yên tâm nhé. Nói chung là cái màn hình này, cái màn hình trong này còn dùng ngon này, nó cũng còn đẹp này, chỉ mỗi cái màn hình trước này là không đẹp mấy thôi, chứ còn về tổng quan thì vẫn dùng ok và không vấn đề gì các bác nhé. Thì đấy, bác nào cần cái màn hình phụ này thì nên làm với em ở số góc màn hình nhé các bác nhé. Ok, chào các bác.